Osumi thì các bạn có cái video, cho nên các bạn không cần phải học ở đây, mà các bạn sẽ lấy cái video đó. Cái video đó nó nằm ở trên YouTube và thầy còn một cái kênh YouTube nữa, các bạn có thể lên đó để lấy. Đây là Osumi. Sau khi các bạn gõ được cái chữ cái kênh, đây là kênh bác sĩ Trần Nhân Nguyên, các bạn YouTube bác sĩ Trần Nhân Nguyên thì các bạn sẽ gặp.